Thưa các bạn, đơn hàng đi á thì bên giao hàng tiết kiệm á, miền Tây hôm nay họ đã ngưng nhận từ miền Trung đổ ra miền Bắc nha. Ngày mai họ còn nhận từ miền Trung đổ vào cho tới hết miền Tây. Nhưng mà hết ngày mai qua ngày ngày mốt á thì là không nhận ở miền Tây nữa. Cho nên còn một số đơn quan trọng của những anh khách ở miền Tây á, với lại miền để mình kiểm tra phải miền Trung không, nếu đúng miền Trung thì mình sẽ làm tăng ca từ bây giờ cho tới hết ngày mai để trả thêm đơn nha, trả thêm đơn. Đặc biệt là những đơn này nè, có hai đơn này, hai đơn lớn nha, một đơn kết hợp với một cái động cơ của Đức hàng xịn nha, cộng với một cái bơm, cái này bán rồi nha, cái này hàng xịn các bạn, rất là nặng luôn, hàng bao xài bao áp. Bên mình bán ra là bao xài bao áp nha, chứ không phải bán tù mù. Mặc dù mình mua có thể là tù mù nha, nhưng mà mình chịu trách nhiệm. Cái này cũng vậy nha, cái này cũng không còn nhiều các bạn. Qua Tết thì mình ôm một lô khoảng tầm hơn chục cái nữa là hết nha. Là cái loại này là hết sạch, này hàng mới chưa xài của Đức. Cái này thì cực kỳ ngon, cái này bảo hành 12 tháng nha. Còn cái này thì chỉ bao 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 áp thôi, bao áp bao sóng bao hết, chứ thực ra cái này mình mua không 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 phải bảo hành cho mình đâu bạn. Nhưng mà những cái hàng mới nè, mình xác nhận được nó là hàng mới của Đức, ngon. Như hàng này là hàng mới nè, bảo hành 12 tháng nè thì mình sẽ bảo hành các bạn. Còn những cái như vậy thuộc dạng là hàng chế cháo á, hàng thì nói chung là mình sẽ bao xài bao áp thôi, thì nói chung vậy thì quá ok đúng không? Ok, mình tích cực là đây, cái này cũng của một anh ở Long An nha, mình sẽ làm cố gắng cho tới hết ngày mai nhanh nhất có thể, tập trung trả thêm đơn nha. Cái này là hai đơn nha các bạn, hai đơn, một đơn nói chung là toàn khách quen các bạn, quen. Thành thật cảm ơn mấy anh. Này mình sẽ vệ sinh sạch lại, mình test hết nha, mình test hết ok mình mới giao, tại vì hàng có bảo hành các bạn. Đây một đơn nha, một đơn cộng với một đơn của một anh khách tối hôm qua đã chuyển khoản, tối hôm qua đã chuyển khoản 1.250.000, đơn của anh này là 2.1.000. Anh này về chế bơm cao áp nha, bơm cao áp nó đã vơi đi rất nhiều các bạn, vơi đi rất nhiều nha, hầu như vơi đi một lớp, chỉ còn hai lớp dưới. Cái này hết thì cái chỗ này là bãi mới nè, bãi này thì cái chị này là người người miền Trung, vào Nam mình buôn bán cái này rất là lâu các bạn, chị cũng rất là dễ thương, chị để cho giá tốt, hàng mới. Thì năm sau á, đầu năm á, mình sắp xếp mình cũng sẽ sang bên chị một lần, tại vì bên chị có khá là nhiều hàng nhỏ nhỏ kiểu này nè đó, thì hai hai chị em hợp tác, chị nó cũng trung niên. Ok, bộ này là mình đính chính lại nha, của Mỹ nha, chứ không phải của Nhật nha, của Mỹ. Bộ trục A xịn sò nha, hai trục A vuông góc sẵn nha, vuông góc sẵn. Cái này có một anh khách quen lấy hai hai bộ lên sẵn hết step nha, step về chỉ việc cấp xung là chạy, thì mình vẫn nhận làm luôn nha, nhưng mà chưa có làm được. Cái bộ này á, nếu mình để luôn nguyên cái mạch này nè, nguyên zin hết nha, nguyên zin hết mạch này đó, thì là giá là 950k một bộ này của Mỹ, gồm hai trục A rất là xịn sò ha, hai trục A xịn vuông góc 90 độ sẵn. Thì còn nếu mà mình tháo ra, thực ra mình cũng không biết tháo để làm gì, nhưng mà thông thường á khách về họ sẽ không biết các bạn, mình sẽ tháo ra hết
mình chỉ để hai cụm trục A thôi. Mấy cái này thì nếu mà như vậy á, thì là giá 800k nha, 800k chuyển khoản bao ship hai trục A cho khách nào lên máy máy kiểu này nha các bạn, máy kiểu H này nè. Còn máy kiểu này thì nó cũng không phù hợp lắm, hai trục A nha. Và trong Tết này nếu mà mình có thời gian mình cũng lên một làm hoàn thiện, hết ngày mai mình sẽ ngưng làm, chuyển qua mình dọn dẹp nha. Mình lấy không gian làm một cái ghế xoay vào đây và set up một cái máy cho nó hoạt động luôn, để gia công trục á, gia công trục trục quạt. Cái này tối nay mình cũng sẽ ráp nha, test cho anh khách, khách cũng rất là cần. Cái bàn ký rửa này của anh khách nè, IC dạo này rất là hiếm các bạn. IC xịn 3000W á, đặt rất là khó khăn. Để mình ngoại giao những shop quen mình xem họ có chia lại được không. Nếu chia lại được trong nay mai mình giao anh khách luôn. Cái này phải ngoại giao giỏi. Có anh khách lấy hai bộ này nhé, nhưng mà mình để kiểm tra coi phải anh là người miền từ miền Trung đổ vào không. Cái này là hai bộ này là hàng của Nhật nha, 100V, rất là ok. Bộ này thì các bạn chế quay heo gà gì đó, mình chạy qua biến áp cách ly các bạn là an toàn nhất nha. Cách ly, cái cách ly này nè. Động cơ bước thì hôm qua hôm kia về được một lô các bạn. Hàng này là hàng còn ngon các bạn, hàng còn ngon nha, chưa vệ sinh lại thôi. Nói chung xài được, chưa vệ sinh. Mấy cái như vậy thì thông thường á, nếu mà nó mới hơn một chút á, giá trên sàn là 125.000 các bạn. Nhưng mà những cái cũ hơn chút xíu thì giá sẽ rẻ hơn nha, tùy khách mua một cái hay là nhiều cái. Những cái bộ giảm tốc hàng xịn như vậy nè, thì mình đi với cái dimmer, cũng có một anh khác đang đặt nha, để mình xác nhận lại làm luôn giao khách nha. Tới qua Tết mục tiêu bên shop là về đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ gói gọn thêm trong những cái hạng mục như vậy nha. Shop sẽ cố gắng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa cái ứng dụng nha, để khách có thể thêm nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như cái dimmer này đó, dimmer này là có hai loại nha các bạn, một loại DC 1224 nha, 8A. 8A thì thực sự rất là thoải mái cho con này nha, dư tải rất là nhiều đó, chỉnh tốc độ nhanh chậm, cấp vào cấp ra, in out rất là đơn giản dễ xài nha. Đó là một loại DC. Một loại AC mình sẽ làm dimmer cho mấy cái này nè nha, để rất là nhiều khách cần các bạn. Cái này là khách dạy mình nha, khách cần cái khách dạy mình thì mình triển khai mình làm. Ok, thôi làm cho nhanh gọn lẹ. Triển khai ở không thì cũng không làm gì các bạn, thôi cố gắng làm túc tắc. Ok, làm tới đâu mình giới thiệu thêm nha. Sang năm mình sẽ đa dạng hóa sản phẩm để cho khách có nhiều lựa chọn hơn. Ngoài đây có thời gian tối nay mình sẽ test những cái lô quạt này nha, quạt 24V, đặc biệt là một số cái nó có cái này rất hay, cái tiếng Anh Restore, giống như cái biến trở các bạn. Khi test xong mình sẽ review cho các bạn xem cái này nha, và nếu nó ok sắp tới mình sẽ nhập những cái này về mình ghép chung những động cơ 24V nha.
này 24V nè, chạy rất là êm. Ok, cảm ơn quý khách đã xem video.